Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với video của mình. Thì trong cuộc sống khi gặp phải những tình huống khẩn cấp về sức khỏe cũng phải ai cũng nhớ đến các cách chữa trị. Gần đây có một cái bài thơ trên mạng rất là hot, rất ấn nổi, có bày một số các cái mẹo chữa trị bằng các cái phương pháp mà thường gặp hàng ngày mà rất dễ nhớ, rất dễ làm. Mình xin chia sẻ lại cho các bạn là được biết nhé. Chẳng may bị bỏng nước sôi, ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay. Chẳng may dầm đâm vào tay, xà phòng đắp lại, ra ngay vài giờ. Vôi bắn vào mắt bất ngờ, nước đường hãy nhỏ không chờ một ai. Nhức răng, cắn ngậm gừng tươi, hoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều. Khi bị xương hóc chớ kêu, nhộm viên xê xương sẽ tiêu tan dần dần. Viêm họng uống nước rau cần, bỏ thêm tí muối vài lần hết đau. Máu cam chảy bày cho nhau, cục bông tẩm giấm ngậm vào hết ngay. Trái nhàu chín vị thuốc hay, đắp vào mỗi cốc ít ngày sẽ thôi. Nếu bị ong đốt nhớ bôi một viên aspirin vào vết đau. Muốn lạc rang dầu giòn lâu, phun ít rượu trắng bắt đầu trộn lên. Đợi cho khi lạc nguội thêm, rắc một chút muối đã rang khô vào. Cá nướng không muốn chóc ít da nào, trước khi nướng hãy xoa vào mặt da một lớp mỡ mỏng nhớ nha. Lúc đầu đun lửa lớn, sau là lửa nhỏ hơn. Cách khử mùi tanh của tôm, khi luộc cần nhớ thêm vào miếng quế thơm. Muốn cho cá hấp béo ngậy hơn, để lên mình cá miếng mỡ gà vậy thôi. Nếu muốn nách mình đỡ hôi, rau ngò hãy nhớ ăn nhiều nghe không. Hạn chế căn bệnh tăng xông, thường xuyên nhớ đến cái ông rau cần. Nhai sống hoặc uống trà gừng, nôn mửa sẽ hết, bạn đừng có quên. Ngó sen xào không muốn thâm đen, trong khi xào nhớ cho thêm nước vào. Bị côn trùng đốt thì sao, tinh dầu chàm hãy bôi vào thật nhanh. Nếu muốn bảo quản quả chanh, cắt đôi úp nửa, còn vào giấm chua. Gan muốn giải độc thì mua, mỗi tuần 2-3 quả trứng ăn vừa vậy thôi. Rau cải không thiếu được rồi, uống thật nhiều nước giúp hồi lại gan. Muốn da trắng trẻo mịn màng, rửa nước vo gạo đầu tiên hàng ngày. Nếu bị mồ hôi chân tay, kiên trì ngâm nước muối mỗi ngày bạn ơi. Mồm ăn hành tỏi bị hôi, cứ nhai một ít bã chè sẽ thơm. Khi ngủ nhớ ôm gối ôm hoặc nghiêng bên trái, sẽ hết mồm gáy hò. Để miếng sườn rán không co, trước khi rán chúng hãy tìm thớ gân. Tìm thấy có tần gân. Để miếng sườn rán không co, trước khi rán chúng hãy tìm thớ gân. Tìm thấy chớ có tần ngần, khía 2-3 phát một lần là ngon. Muốn bóc hoa quả dễ hơn, nhúng vào nước nóng, đồng thời vớt ngay. Thế rồi cứ lấy móng tay, bảo đảm sẽ được chén ngay dễ dàng. Quả là một bài thơ rất là hay, rất là hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày. Các bạn thấy bài thơ này hay, hữu dụng, hữu ích, hãy like, chia sẻ cho bạn bè được biết và nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt, hẹn gặp lại.